nhận định bóng đá Leicester City với Man City 23:30 ngày 3 tháng 4 tại vòng 30 Premier League. Chuyên gia nhận định Leicester City với Man City là trận đấu kịch tính khi cả hai đội đều đang nằm trong top đầu tại giải đấu hấp dẫn nhất nước Anh. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trải qua 5 lần ra sân gần đây, Leicester City đã giành được 3 chiến thắng bên cạnh một lượt hòa và một thất bại trên mọi đấu trường. Theo thống kê, hàng công của bầy cáo thi đấu tương đối ổn đi với tổng cộng 12 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự của họ lại thường xuyên mắc sai lầm với 6 lần thủng lưới. Nếu cải thiện được tuyến dưới thì Leicester chắc chắn sẽ còn bay cao hơn tại sân chơi quốc nội. Tuy nhiên, họ cần phải chuẩn bị tinh thần đối mặt thất bại khi đối thủ sắp tới là đội dẫn đầu bảng xếp hạng, Man City. Bên kia chiến tuyến, Man City đang thể hiện bộ mặt đáng gờm với chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã bị đối thủ cùng thành là Man United cắt đứt mạch thắng. Chính vì vậy, kịch bản giành chọn 3 điểm chính là mục tiêu quan trọng nhất đối với Man Xanh. Theo thống kê, hàng công của họ được đánh giá cực cao với tổng 12 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự để thủng lưới 4 lần. Trong viễn cảnh Man City củng cố được tuyến sau thì họ chắc chắn sẽ xây chắc được ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong quá khứ, Man City từng không ít lần hạ gục Leicester City trên mọi đấu trường. Ngoài ra, giới nhà cái châu Á cũng dựa vào phong độ gần đây của hai đội để đưa ra đánh giá thầy trò Pep Guardiola nằm cửa trên với kèo chấp bầy cáo tận một bàn. Ngoài ra, trận đấu này còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mốc 23/4 bàn. Theo thống kê, có đến 3/5 lần gặp nhau giữa hai đội xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên nên chuyên gia tin rằng người chơi nên đặt niềm tin vào cửa tài. Dự đoán tỷ số Leicester City 1-2 Man City.